cho tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái phần thảo cập nhật mới nhất của ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi, mình sẽ chia sẻ trực tiếp trong video này nha. Cập nhật hoa vạn thọ mới nhất cho các bạn đây. Hôm nay ngày 20-21 âm lịch gì rồi các bạn, 22-23, 2 ngày nữa là đưa ông táo. Hôm nay thì các bạn xem nè, đó, những cái hoa này nè. Tại mình quay ngoài nắng cho nên giữa trưa nên cái ánh sáng không có tốt. Các bạn cùng xem hoa vạn thọ ngày hôm nay nè các bạn. Thì sẵn đây thì bữa nay 20 thì nói chung á còn 10 ngày nữa mới Tết lận các bạn. Thì bạn muốn nở sớm, nở muộn trong cái giai đoạn này á thì các bạn cùng xem đây. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem. Thì tất cả các video của mình chia sẻ từ đối tháng 10, từ ươm trồng hoa vạn thọ đến nay cho các bạn á, thì hầu như là mình chia sẻ với cái quan điểm là cái vùng miền nha các bạn. Ví dụ như vùng mình ở là cái vùng Đông Nam Bộ này nè, mà đặc biệt cái thời tiết và cái hộ nhưỡng và đất trồng của khu vực Bình Dương này á, thì mình chia sẻ riêng cái khu vực mình thì tùy theo cái vùng miền và đất trồng và thời tiết khí hậu của mỗi vùng thì chúng ta có những cái phương pháp khác nhau, nhưng mà cái thời điểm cũng như là gieo trồng cũng như chăm sóc cũng như cái quy trình làm thì chắc cũng ai cũng làm như nhau. Thì mình nói chung là mình chia sẻ vùng mình của mình đi, thì có khu á, có vùng mà người ta sẽ trồng hoa và bán hoa cho cái y cái sở thích á của mỗi vùng miền. Ví dụ như ở cái vùng mình là người ta sẽ hết chân hoa sớm, còn có nhiều nơi khác người ta sẽ hết chân hoa nở đúng 30 Tết. Thì tùy theo cái vùng miền nha các bạn, thì người ta sẽ muốn chân sớm hay chân muộn. Như nơi mình á, thì người nói 27 Tết á, người ta đã bắt đầu mua hoa về chân ở nhà rồi các bạn. Hoặc là người ta chừa lựa những cái chậu hoa để chân ở trước cửa trước Tết, có nghĩa là 27 Tết người ta đã sử dụng rồi. Còn có nhiều nơi người ta hết chơi hoa đúng 30 Tết nở rộ. Thì tùy theo cái sở thích đó người ta sẽ cập nhật cho các bạn. Của mình sẽ cũng như cái nhà vườn á, theo yêu cầu của khách hàng đặt á, người ta sẽ xử lý hoa nở theo yêu cầu. Còn cái vườn hoa này á, nói chung nó nở như thế này á, cũng hơi sớm nè. Đó, coi nè các bạn, như thế này là hơi sớm nha. Do y như là các bạn muốn chân 30 mà bây giờ như thế này là nó hơi sớm. Thì giai đoạn này cũng có cây, thì tùy theo yêu cầu của người sử dụng nên rồi cái nhà vườn sẽ là làm xử lý hoa to nhỏ khác nhau nha, phù hợp với thời điểm mà ta yêu cầu. Còn như cái vườn này là xử lý bắt đầu bán 23 đến sử dụng tới qua 3 ngày Tết luôn, vẫn nở được xanh tươi, xanh tốt luôn do sử dụng thuốc á các bạn. Sẵn đây mình chia sẻ cho các bạn, cũng như là chia sẻ cho các bạn là thắc mắc hoa nở sớm nở muộn nha. Đây là những cái nhãn mác để các bạn lựa chọn đây các bạn. Thì cũng thời điểm bây giờ cũng xử lý còn kịp. Có nhiều bạn hỏi mình hoa nở sớm nở muộn, thì những cái thuốc này nè, trong đây có hai phần, phần bên trái là kích hoa, phần bên phải là hãm bông nha các bạn. Đó, thì các bạn cứ lựa chọn những cái thuốc đó là phun cho phù hợp. Ví dụ như là bây giờ cái vườn này thì nở như thế này, nếu sử dụng 30 Tết thì hơi sớm. Còn một chút mình cho các bạn xem những cái bông nhỏ nhỏ. Thì các bạn muốn nở sớm nở muộn, khi hoa chưa bung á thì mình xài cái nhãn mát này, đó là siêu bông siêu bự các bạn. Mình phun 1-2 ngày một lần, phun ở dưới gốc á
thì mỗi lần phun vậy thì mình phun nước, tưới nước phủ hết khắp đều cái này nha các bạn. Nhớ hai ngày thì mình phun, rồi mà mỗi lần mình phun hút ở dưới gốc thì mình phủ nước ở khắp cái ở trên, chứ không nó cháy chết cây. Còn như nó nở như đó, cái này là nó nở rồi, còn như nở như vậy hả, như mấy cái này nè, nó nở nè, và coi như là sớm nè. Mà tại này ở đây ở vùng mình người ta sẽ hết sinh sớm, nên ở vườn này xử lý cho nó nở như thế này. Còn nở thì mình sử dụng cái thuốc, cái bao bì thuốc nhận hàng nãy ở mé bên tay phải, góc bên phải thì sẽ là hãm bông, thì nó hãm được cũng vài ngày thôi. Thì cái thuốc này là thuốc chống rụng nha các bạn, nó là thuốc chống rụng cánh hoa. Thì bạn cứ ra chỗ thuốc bảo vệ thực vật, các bạn nói là bán cho bạn một cái gói thuốc để chống rụng cánh hoa cái này, hoặc là có một loại là béo mập, nó cái tựa của nhãn nó hút đó là vậy nha các bạn. Hoặc là ure thì do lượng đạm nó nhiều nên 46% nó cũng hãm bông, thì cũng phun dưới gốc rồi mình tưới nước phủ ở trên. Nhớ mỗi lần phun thuốc là dưới gốc thì các bạn, còn nếu như phun xong thì phải phủ thuốc, phủ nước chứ, phủ nước khắp, chứ không tưới nước thì nó sẽ cháy rễ nha các bạn. Bởi vì cái giai đoạn này rất là nhạy cảm, bởi vì có bông hết rồi mà mình xử lý thì cho nên phải tưới nước. Còn nếu như cái vườn này nè bông nở hết rồi, bây giờ người ta đâu xử lý thuốc gì nữa đâu, chỉ là tưới nước mỗi ngày sáng chiều, và cách 3-4 ngày người ta phun thuốc được sâu lần. Bởi vì khi bắt đầu hoa nó xé kén nở vậy thì sâu nhiều, cho nên chỉ có hai phương thức đó thôi. Còn cái giai điểm đoạn này mà hoa của các bạn chưa bung á, có bông rồi, có hoa rồi mà chưa bung, thì mình sẽ sử dụng cái nhãn mát nãy mình chia sẻ cho các bạn nha. Còn nở nhiều các bạn muốn hãm lại thì các bạn sử dụng siêu bông siêu bự, rồi hoặc là ure, hoặc là thuốc chống rụng cánh hoa. Cái này đều có bán, các bạn cứ ra nó cái nhãn mát vậy người ta sẽ bán cho các bạn theo cầu các bạn thôi. Cái đám này nè, như cái đám này nè, ví dụ như hoa các bạn nè, nó nở cỡ như vậy nè, mà các bạn 30 các bạn mới bán, hoặc là mới chân không muốn nó nở sớm á, thì mình sử dụng cái gói siêu bung chèo. Cái đó thì nó để vậy chứ nó hãm lại cái hoa lại cũng được 3-4 ngày các bạn. Còn tứ thì tứ gốc, mà nước tứ thì phủ hoa, cái này mới có nở được có 50% thôi, hoa nở chỉ có 50%. Bây giờ còn tới tới 27 Tết trở đi thì ok rồi các bạn. Còn này nè, nở đúng 30 luôn nè. Có nhiều chỗ người ta sẽ tập kết hoa ra lối 15 rằm. Ok, rất đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thành công, chào tạm biệt các bạn trong các video sau nha. Nhớ like, share và đăng ký để tiếp tục xem những video.